Ok, hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì tôi xin được cảm ơn anh em Trịnh Xuân Thành. Anh em Trịnh Xuân Thành là người ủng hộ của kênh cho tới thời điểm hiện tại là đã được 9 tháng rồi. Xin được trân trọng cảm ơn những cái tình cảm của anh em dành cho tôi trong suốt cái thời gian vừa qua. Mặc dù là tôi biết là anh em Trịnh Xuân Thành gần đây là cũng bận làm việc. Đấy, bận công việc nên là cũng ít xem tôi hơn. Đấy, và anh em Trịnh Xuân Thành thì cũng thích là xem tôi livestream trực tiếp hơn là xem clip mà tôi up lên. Đấy, tôi cũng phải rất là xin lỗi anh em là dạo gần đây tôi cũng khá là bận nên tôi không thể nào livestream được. Vì vậy tôi xin được gửi lời xin lỗi tới anh em là đã không thể là mà phục vụ anh em được một cách chu đáo và tận tình. Thế nên là tôi mong anh em là sẽ bỏ qua và vẫn tiếp tục là ủng hộ tôi anh em nhé. Nội dung của video ngày hôm nay sẽ là một cái video đặc biệt. Tôi sẽ cố gắng hướng tới một cái đội hình mà tôi làm theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung. 2 năm rồi anh chưa làm lại bộ siêu đẻ, rất mong anh sẽ làm lại bộ đó một lần nữa. Cái bộ đó thì nó có gồm có cây, có sâu, có sói và kẹp với bít. Ok nhá, ok, let's go. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ xây dựng cái bộ siêu đẻ theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung anh em nhá. Trong cái thời điểm hiện tại ấy, thì phải chia sẻ thật với anh em là như thế này. Có rất nhiều các anh em có gửi tin nhắn cũng như là comment ở trên video clip ấy là yêu cầu tôi làm cái bộ này bộ kia. Thực ra là nó rất nhiều nha anh em nhá. Đây là tôi sẽ phải chọn lọc. Thứ nhất ấy, nó sẽ phải là một cái ý tưởng hay. Nó phải có một cái ý tưởng hay và nó ra là một cái nội dung. Cái việc ý tưởng hay nó hết sức là quan trọng. Nó là cái điều quan trọng nhất. Một cái ý tưởng hay nó sẽ dẫn tới là một cái video clip có nội dung hay. Tuy nhiên, cái việc có nội dung hay ấy, nó còn phải liên quan đến cái việc là tôi có thực hiện được không nha anh em nhá. Chứ không phải là ra một cái đội hình mà ví dụ như là có ông yêu cầu là chơi chơi con unicorn, sau đó thì làm co, dồn đồ toàn bộ cho unicorn làm co, thì tôi phải nói thật với anh em là như thế thì bằng đánh đố nha anh em nhá. Như thế thì khó lắm. Lại còn top 1 nữa thì rất khó. Mẹ dồn đồ cho con unicorn, một cái con mà nó không có tí đam nào luôn ấy, nó không có đam mà lại dồn đồ cho nó, quá là bằng đánh đố anh em ạ. Đấy, tôi nói thật với anh em, nằm trong top 3 thôi là đã thấy là vãi cứt rồi, chứ đừng có nói là top 1 nhá. Chứ còn vớ vẩn để chơi không biết là bao nhiêu cái trận top 8 để được một cái trận top 3 để mà ra được cái clip, khó lắm anh em ạ. Thế nên là anh em, nếu mà anh em có yêu cầu ấy thì anh em cũng phải xem là cái yêu cầu của anh em ấy nó có khả quan không nhá anh em nhá. Chứ tôi cũng biết là sức của tôi thì nó có hạn thôi nhá anh em nhá. Giới hạn của bản thân thì nó cũng chỉ có từng đấy thôi, chứ nó cũng không thể làm mà nó thành thần thánh được anh em ạ nhá. Nên là anh em cũng phải lưu ý là nếu mà anh em muốn cái tỷ lệ mà anh em cho một cái đội hình mà anh em yêu cầu tôi thực hiện ý, mà tỷ lệ mà tôi thực hiện cho anh em ý nó cao, thì tốt nhất là anh em nên suy nghĩ thật kỹ về những cái đội hình mà anh em yêu cầu tôi. Đấy, đấy là cái thứ nhất nhá anh em nhá. Nội dung thì nó sẽ phải là thực hiện được. Đấy, mặc dù là ý tưởng thì rất là hay, ý tưởng rất là hay, tuy nhiên không thực hiện được thì nó cũng sẽ không ra nội dung anh em nhá. Thế nên là anh em hãy cân nhắc trước khi mà yêu cầu tôi là chơi một cái bộ gì đấy. Ok, tôi sẽ chỉ thực hiện khi mà tôi có thể thực hiện được nhá anh em nhá. Rồi, còn đến cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh em, vì cái việc là anh em có rất nhiều anh em thắc mắc là có những cái đội hình mà nó cũng không khó lắm. Đấy, có không khó lắm nhưng mà yêu cầu tôi mà mãi không thấy tôi đáp ứng, thì nó sẽ có hai cái nó như thế này. Cái thứ nhất là có thể là cái đội hình của anh em thì nó quá là phổ biến, hoặc là nó không có tạo một cái content hay. Chính vì thế là tôi cũng sẽ không thực hiện nhá anh em nhá. Đấy là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, anh em có thể đợi lâu là bởi vì là thế này. Như tôi đã chia sẻ từ đầu ấy, là có rất nhiều anh em yêu cầu. Phải nói thật là có rất nhiều. Anh em có thể lướt qua cái comment ấy của những cái clip mà nó có nhiều comment, anh em cũng có thể thấy là sẽ có rất nhiều người yêu cầu. Chưa tính đến những cái inbox của tôi vào trong fanpage. Có các anh em làm inbox của tôi, yêu cầu tôi chơi, thì nó sẽ có một cái, nó là cái sự ưu tiên nha anh em nhá. Tôi sẽ chỉ ưu tiên cho các anh em mà nó có 3 cái để tôi đánh giá sự ưu tiên. Cái thứ nhất là ưu tiên đầu tiên, đấy chính là các anh em thân quen. Anh em thân quen ở đây thì nó có nhiều kiểu. Đấy, có thể là các anh em mà đã ủng hộ tôi bằng qua cái việc là donate là một. Thứ hai là anh em hay trao đổi với tôi, thân quen theo cái kiểu là chơi game cùng nhau các thứ. Cái thứ ba là có thể là các anh em đăng ký ủng hộ ở trong cái hội viên. Thì đấy là những cái đối tượng đầu tiên mà tôi sẽ ưu tiên để tôi có thể thực hiện
được những cái yêu cầu của anh em nhá. Ở trên YouTube ấy thì tôi có một cái hệ thống đánh giá, hệ thống đánh giá của viewer, để xem là viewer đấy là người ta sẽ như thế nào đối với kênh ấy. Thì nó sẽ có một cái hệ thống để đánh giá từng viewer một. Cái người xem, người ta có tương tác nhiều không, người ta có ủng hộ tôi không, thì đấy là một cái hệ thống đánh giá riêng của YouTube. Và chỉ có tôi xem được thôi, đấy anh em không xem được. Nhưng mà tôi cũng sẽ lấy ví dụ luôn nhá, để anh em thấy là ở đây là nó rất rõ ràng nhá. Ưu tiên cho những cái người mà ủng hộ tôi, quan tâm đến tôi và hay tương tác với tôi, chứ không phải là cái này là tôi ưu tiên bừa đâu nhá. Đây thì tôi sẽ cho anh em ví dụ luôn cho anh em, để anh em thấy rõ là cái này nó là cả một cái hệ thống đánh giá và uy tín luôn nhá. Đây tôi lấy ví dụ như ở đây anh em có thể thấy ở trên màn hình, đấy là anh em Quang Trần với ba cái huy hiệu bên cạnh. Đấy, cái huy hiệu đầu tiên nó chính là cái huy hiệu hội viên lâu năm nha anh em nhá. Anh em Quang Trần đã đăng ký được 1 năm rồi thì đấy là cái huy hiệu 1 năm ở trên kênh. Cái thứ hai ấy, là cái sự tương tác của anh em Quang Trần đối với cả kênh. Khi mà có cái huy hiệu trái tim này, có nghĩa là anh em Quang Trần rất là hay gọi là like cho tôi, hay comment vào dưới những mỗi cái video clip của tôi ra, là anh em Quang Trần đều comment và like cho tôi. Đó, thể hiện là anh em Quang Trần rất là yêu quý tôi, cũng như là luôn ủng hộ tôi trong cái khoảng thời gian mà tôi làm việc, tôi ra những cái clip nhá anh em nhá. Và cái huy hiệu thứ ba ấy, hình YouTube sau cùng ấy, là cái huy hiệu mà đã đăng ký lâu năm nhá anh em nhá. Anh em Quang Trần đã đăng ký tôi là đến bây giờ là tổng là đã được hơn 2 năm rồi. Đấy. Đấy nó là cái sự uy tín của anh em Quang Trần. Và anh em Quang Trần nếu mà anh em yêu cầu thì chắc chắn là với cái sự uy tín đấy thì chắc chắn là sẽ là ưu tiên đầu tiên. Đấy. Còn đối với các anh em khác, anh em có bất cứ một cái huy hiệu nào ở bên cạnh anh em thì anh em cũng sẽ được ưu tiên nhá anh em nhá. Điều đấy chứng tỏ là điều gì? Là thứ nhất là anh em ủng hộ bằng cái việc là tài chính, là ủng hộ hội viên. Thứ hai là anh em tương tác nhiều. Đấy, anh em tương tác nhiều. Thứ ba là gì? Anh em đã coi như là đăng ký tôi lâu năm. Đấy, tất cả những cái điều đấy là gì? Đều là ủng hộ tôi hết. Chính vì thế nên là tôi sẽ ưu tiên cho các anh em ủng hộ tôi nhá. Chứ còn anh em mà anh em không có bất cứ một cái huy hiệu nào bên cạnh cả thì rõ ràng là cái độ tương tác của anh em nó chưa nhiều. Đấy, anh em cũng không like cho tôi. Anh em cũng coi như là không comment. Đấy, rồi clip thì cũng không xem nhiều. Rồi cũng mới đăng ký. Đấy, mới đăng ký là bình thường. Có ông thậm chí còn chưa đăng ký kênh, không đăng ký kênh. Thế cũng yêu cầu. Thì tôi sẽ không thể thực hiện ngay được nhá, anh em sẽ phải đợi thôi. Trận đấu này có thể là chơi chuyển sang kiểu chơi chơi beat được, nhưng mà bài này có vẻ như là nó không ra nhiều beat lắm nhở. Từ đầu game đến giờ vẫn chưa ra được một cái con beat nào cho nó tử tế mà nó lên được 2 sao. Kể cả con cây này bây giờ vẫn đang có 2 con mà chưa ra được the rui để chúng ta có thể up lên 2 sao được. Cái này chưa thể đẩy được nhiều. Ây à, thằng này mạnh quá nhở. Chết rồi. Thế này khả năng mất chuỗi không nhở? Mặc dù là tôi kẹp được 4 đỏ ở đây nhưng mà đối thủ có một cái con thỏ 2, không biết là có ăn được không đây. Ăn được không nhở? Hay quá. Con heo đẻ thêm một con. Được. Rồi 4 đánh 1. Được. Hay quá nhở. Có được cái chuỗi rồi anh em ơi. Hay đấy. Ra con drui nào. Ra con drui. Cho xin một con drui cái. Bây giờ tôi cần con drui này up cái con cây lên, xong cho con cây vào đẩy cho nó khỏe anh em ạ. Hiện tại thì cái việc đẩy của tôi nó vẫn chưa phải gọi là siêu đẻ được. Cái này vẫn còn đang phải kẹp là Hunter kết hợp với đỏ. Đấy, nhưng mà không sao. Một chút nữa là chúng ta sẽ có con cây 2 sao thôi. Tôi nghĩ là drui nó sẽ khá nhiều những cái con 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền nó sẽ ra thôi. Rồi. Để tính xem là round tiếp theo gặp thằng nào. HWTE. Ui rồi ôi mẹ. Gấu mết 2 sao. Phải cứt. Gấu mết gấu đá. Gấu mết gấu đá ra 3 con gấu à. 3 con gấu lại còn lại thêm cái bọn kẹp mết vào nữa thì đỡ làm sao được nhỉ? Chuyện này có vô vọng không nhỉ? Ra con cây này, áp được cây lên 2 sao. Level 7 à.
Up lên 7 kẹp thêm con cây có ăn được thằng kia không nhờ. Trời, trông khó lắm. Tách cái đội hình ra. Quả này có up nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao là sẽ mất chuối. Biết thế nhưng mà vẫn có cơ hội, tôi vẫn up. Có cơ hội tôi vẫn up lên nhưng mà trông giống như là khó lắm anh em ạ, khó lắm. Ở đây nó có tới 3 con gấu. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Mẹ ơi, nó lướt một phát chết mẹ hết rồi. Được không? 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 À à, trông có vẻ khá được, khá được bạn ơi. Rất tốt. Ồ. Ôi giời, vẫn giữ được chuối anh em ơi. Càng quá. Hay thế nhở. Được đấy. Đây rồi, sói này. Thôi chuyển dần thôi anh em ơi. Đây, hai bit vào. Thôi, Hunter thì tầm này thôi nhỉ. Có bit rồi. Đây, sẽ là cái gì? Bit kẹp với cả cây mà. Nó sẽ là bit kẹp cây đúng không? Sói. Sói cây sâu, đây rồi, có hết rồi. Theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung là đã có đủ rồi đấy. Ok, đây, tròn tiền luôn này. 30 tiền tròn. Giữ cái lợi tức. Ui, nhưng mà thằng này trông có vẻ như Live Blade là 2 sao rồi đi. Ăn nổi không? Ăn nổi không nhờ? Trông vẫn khá căng đến vị trí này. Con cây vẫn có thể đẻ được tiếp kìa. Ui, có vẻ như đẩy đối thủ là khá nhiều trong round này. Được đấy. Ồ, tầm này ai sợ. Ai sợ tôi qua thầm. Cứ cái tầm này mà qua nhà mỗi người thì chắc là đẩy mỗi round khoảng 15 máu thôi, nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ nhá, để mà kịch bản nó gọi là perfect hơn thì nó sẽ phải có một con cây hai nữa, một con Whispersia 2 sao nữa và một con mèo anh em ạ. Thì nó mới là perfect. Rồi, lấy cái chém lan này. Trận này tôi xác định rồi là late game thì cũng sẽ không chơi con Whispersia được đâu anh em ạ. Late game là sẽ phải chuyển sang là chơi một là ngộ không, hai là cáo. Đây, ở trong trận đấu này có ngộ không nên là mình ghép đồ luôn nha anh em nhá. Ngộ không hoặc cáo thôi. Chứ còn đẻ thì chỉ đầu game thôi anh em ạ. Chứ còn để mà late game chơi thì tôi nghĩ là thua đấy, đuổi đấy, không ăn thua đâu. Đây đây đây, anh em thấy không? Đẻ nhiều chưa? Úi dồi, gặp nhà pro đi. Úi dồi, pro đi này chắc là chửi thầm rồi. Chắc đang chửi thầm. Vãi cứt thật, đẩy. Úi dồi, đẩy kinh này kia. Đấy là tôi còn chưa lấy cái viên ma lăng đâu đấy. Đẩy 14 máu. Chết rồi. Như thế này có khi nào là tôi đang tạo nghiệp không? Giống như là đi tạo nghiệp không nhở? Tí nữa vớ vẩn nghiệp nó quật cho thì thôi bỏ mẹ. Bây giờ lấy thêm một cái viên ma lăng nữa thì chắc chắn là đi tạo nghiệp rồi. Nhờ, lấy một cái bờ linh nữa thì chắc chắn là đi tạo nghiệp rồi đấy. Thôi cứ từ từ anh em thông thả thôi. Chưa ghép vội. Để đấy, tí nữa lấy đồ cho cáo với cả ngộ không cho chắc kèo top 1. Tầm này thì chúng ta vẫn sẽ là đẩy thôi, nhưng mà đẩy vừa vừa thôi. Đẩy vừa vừa thôi. Đánh đến lết anh em ạ. Chưa còn hăng máu quá, ghép bờ linh sớm một tí nữa không có đồ thì thôi. Cứ từ từ bình tĩnh. Ôi mà cứ vớ vẩn gặp Greater thua không nhở? Greater xả mẹ hết tiền rồi này. Thôi thôi chết rồi. Greater xả hết tiền thì khả năng là mất chuỗi này rất là cao ở đây. Có khi nào? Thôi đúng rồi. Ôi giời ơi, mất chuối ở round thứ 14 ạ. Cay thế nhờ. Mất chuối ở round thứ 14. Ui mà nó đẩy tôi kinh ấy chứ. Vãi 10 máu. Thôi xong rồi. Phí quá nhờ. Biết thế roll mấy cái. Thực ra thì cũng có cái cơ sở roll đấy. Có cơ sở roll đấy. Ví dụ như ra con heo 2 sao và con Skull Hunter 2 sao đúng không? Thì có cái cửa nào ăn được cái thằng đấy, vẫn không có cửa đâu anh em ạ. Chắc vẫn không có cửa đâu. Về căn bản là không có co đam thì cũng không giết được.
Bọn đấy nó cũng nhây như như mình mà. Cái bọn Greater thì nó cũng là cái bộ siêu đẻ, nó cũng khác gì đâu. Nó kẹp vào những cái con đẻ vào, kẹp Whispersia rồi kẹp Skull Hunter vào, chả khác gì. Mà nó lại bớ vào cái hàng đằng sau tôi trước thì thôi. Có ốc 2 sao là có co đam thì cũng chịu thôi, cũng chả biết làm nào. Trận đấu này phải có cáo anh em ạ. Trận này chắc chơi cáo, có Greater này là chơi cáo là co là ngon này. Chơi cáo ngon hơn Ngộ Không á. Thế thì xe vẫn phải có một cái Blink. Tuy nhiên là chưa lấy nhá anh em nhá. Nó còn nhiều thứ để lấy lắm. Đây này, có đám ma pháp này, thấy chưa? Đấy, cứ tiết kiệm thôi anh em ạ. Rồi nó tự ra, đỡ phí một slot. Slot kia để dành. Đấy, có Blink luôn này. Đấy, có Blink luôn này. Đấy, nhưng mà cứ từ từ anh em ạ, cũng chưa vội. Chưa vội. Còn rất nhiều thứ để lấy. Có cả, coi như là cấm đánh rồi thì. Thực ra nhá, nếu mà chơi như này ý, late game là có thể chuyển về là chơi gót đỏ cũng được nhá. Chuyện này có ca lông, chơi gót đỏ cũng ngon đấy. Thôi cứ từ từ anh em ạ, cũng chưa biết được, tôi chưa chốt đồ đâu. Trận này nói về mặt gọi là chơi siêu đẻ thì nó cũng chưa đúng là siêu đẻ lắm đâu anh em ạ. Bởi vì tôi thấy là nếu mà cái bộ này mà chơi siêu đẻ ấy, thì nó ra ít những cái con như con sói hay là con sâu hoặc là con Whispersia nó ra khá ít. Đấy, chúng ta sẽ phải roll để kiếm. Mà tôi thì tôi lại không chơi kiểu eco, xong rồi tôi form bài mà tôi đang chơi là đánh giữ chuỗi nên là cái đấy nó hơi khó. Nó hơi khó để có thể là form được cái đội hình kiểu dạng như thế. Nếu mà bài nó không tự ra mà chúng ta phải roll. Nên là thôi, bây giờ đẩy được nhiều từng nào thì đẩy thôi nha anh em nhá. Xong tí nữa chúng ta chuyển bài. Đấy, chứ tôi thấy là bây giờ chúng ta đẩy vẫn rất là kinh. Ui, thằng này bị đẩy bao nhiêu máu vậy? Trông to thế nhờ. 21 máu ạ, 21 máu. Mẹ, ra 16 để 21 máu. Đau xót. Đau xót thay cho đối thủ luôn. Rồi nhưng mà nói thế thôi chứ anh em ơi, chứ còn thực ra thì bây giờ thì vẫn đang là yếu, chứ cũng không mạnh mẽ gì đâu. Đang yếu anh em ạ, toàn một sao. Không có co đam. Trận này tôi nghĩ là nó sẽ có 3 hướng để chơi. Một là chơi có thể là chúng ta chơi beat. Có thể chơi beat kết hợp với cả đỏ chẳng hạn. 6 beat kết hợp với 4 đỏ không biết nó mạnh không nhỉ? Chưa chơi bao giờ. Cũng được nhá. Nếu mà chơi như thế nó sẽ giống với yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung. Ui anh em nhìn này. Ui ôi, đẩy thằng này cũng kinh chứ. Cũng kinh đấy nhưng mà chết rồi. Whispersia chết rồi. Cái hướng thứ hai mà chúng ta có thể đi là chúng ta chơi cái bộ Insect cũng được. Insect thì nó cũng có thể đẻ được nhiều đấy. Insect cũng là siêu đẻ luôn. Mèo kẹp Insect kẹp heo. Hoặc là chơi mèo kẹp Insect kẹp kẹp con cáo ấy. Cũng được. Cũng được, chơi thế cũng được. Hoặc có thể chúng ta sẽ đi theo cái hướng thứ ba, chúng ta chuyển sang chúng ta chơi gót. Chúng ta chơi gót ca lông, nhưng mà như thế thì nó sẽ không giống với cả cái yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung cho lắm. Đấy, mặc dù là trận này cũng chơi gót đỏ thì cũng là bình đấy, cũng bình đấy. Round 18 rồi. Lên 9 là kẹp được. Thực ra ở level 8 là kẹp được 4 bit kết hợp 4 đỏ đấy, nhưng mà không biết có mạnh không. Mà bây giờ cũng chỉ toàn 1 sao nên tôi cũng chưa cho vào thôi. Tạm thời cứ coi như là để đây để tận dụng được cái con mèo. Tận dụng được mèo có thể kích hệ Civet đã anh em ạ. Ui. Vãi cứt, thằng này ra Ngộ Không rồi này. Chơi gấu hết nhờ. Ui, con cầu lướt 2 lần kìa. Khỏe quá. Giết chết con Ngộ Không không? Giết chết con Ngộ Không, được. Giết thêm một con nữa thôi, một con nữa thôi. Không được rồi. Thôi không sao. Cũng chỉ mất 5 máu thôi anh em ạ. Thì cũng được. Thôi được rồi, bây giờ cái tầm này chắc là yếu rồi anh em ạ. Cái con cây này bây giờ nó đuối rồi. Đẩy đội hình này chắc thì đẩy được ở trước round 20 thôi, chứ còn sau round 20 thì cái đội hình này nó yếu lắm, không chơi được đâu. Mà tôi nhìn thấy cái thằng Prodi trông có vẻ nó đẩy nó vãi cứt đấy. Gặp thằng đấy vớ vẩn lại nghiệp quật anh em ạ. Vừa lấy hình như tôi cũng đẩy cái thằng Prodi
nhiều máu thì phải, đúng không? Bây giờ nó quay lại, có khi nó đấm cho tôi vỡ mặt đi chứ. Tôi nhìn thấy cái bộ bít kèm con cây 3 sao thì trông có vẻ rất to ấy. Rau này chắc là ăn được không nhỉ? Ăn được không? Hunter này chắc ăn được chứ. Rồi rồi, ok. Ui, đẻ khá nhiều ấy nhá. Được đấy. Nhưng mà chắc là đây nó sẽ là cái rau cuối cùng mà chúng ta có thể đẩy được đối thủ à? 15 máu đó. Đấy rồi. Storm Shaman này. Thế là chơi gì? Liệu rằng chúng ta có một cú chuyển về gót đỏ không nhỉ? Gót đỏ thì bây giờ tôi lại ghép bố nó cái chém lan rồi. Cái bố chém lan rồi cầm gót đỏ hơi phí nhá. Nhưng mà ở trong cái kho vũ khí ấy, tôi vẫn giữ lại cái nhẫn lé. Đấy, bây giờ kiếm con dao nữa là có cái hai tia thôi. Có hai tia là chơi được ca lông rồi. Có sẵn một viên ma lăng ở đây để ghép bờ linh rồi cũng được. Thôi, chúng ta sẽ chốt sau trong cái quá trình roll. Trong cái quá trình roll thì ra được, ví dụ ra ca lông các thứ thì có thể là chúng ta chốt anh em nhá. Bây giờ cứ lên 9 đã, lên 9 đã rồi tính. Xin có món đồ ở đấy mà nó ngon nghẻ tí, ví dụ như cái nhẫn lé chẳng hạn, đỡ phải nhặt đồ ở trong. Ra nhẫn lé luôn đi. À, kiếm gãy này, nếu mà ra kiếm gãy là ghép được cái hai tia đấy anh em ạ. Thì chết, thế thì cũng chưa biết được ghép cái gì đây này. Rồi thôi, cứ up dần đến 9 thôi anh em ạ. Thế là ghép được cái hai tia đấy chứ. Thôi, tôi nghĩ là tôi để dành anh em ạ. Hai tia ghép cho canon cũng ngon. Bài này chính ra chơi gót vẫn ngon nha anh em nhá, chơi gót vẫn ngon. Ok. Có nên là cho bit vào luôn không nhỉ? Thực ra ở level này là chúng ta có thể kẹp 4 bit kết hợp với cả 4 đỏ. 4 bit kẹp 4 đỏ, bỏ con mèo đi được rồi đấy. Chắc bây giờ tầm này giữ mèo làm gì nữa đâu. Glacier Clay này, bộ này bây giờ nhiều người chơi thế nhỉ? Công nhận cái bộ này nó phải chơi ở level 11 mà rất nhiều ông ham nhá. Đấy, phải kẹp thêm cái con Flame Wizard vào để kiếm được sắc lên 11 này. Rất nhiều ông ham, bộ này tôi đánh giá đâu có cao đâu, yếu quả sừ. Chơi ở level, tức là chơi Clay nhưng phải đẩy cấp chứ đéo được roll, không có 3 sao yếu lắm. Nếu ăn thua, phải thắng thì mới có sách mà làm gì mà được thắng đâu. Rồi, đây. Tạm thời thế này anh em nhá. Vẫn đang làm theo yêu cầu của anh em Đặng Minh Trung, chưa có gì thay đổi cả, vẫn là đang đẻ đấy. Bộ này vẫn là đang bộ đẻ, tuy nhiên nó phải lên được 2 sao cơ. Tôi sẽ bắt đầu tôi roll ở level 9 này thôi. Roll form, nếu mà không có gì thay đổi chúng ta vẫn giữ cái bộ đẻ này. Bộ đẻ lên level 10 là kẹp 6 bit vào này, cũng được. Gặp Brody này trông to thế nhờ. Ui mẹ ơi, trông kìa. Nó có cái con Whisper Seer 2 sao với con cáo 2 sao. Whisper Seer 3 sao chứ đéo phải 2 sao đâu. Ui dồi, thì nó đẩy. Nhìn kìa, sâu kìa, ôi rồi ôi, chết tôi rồi, đến lúc nhập quật rồi à. Ui mẹ ơi, đau thế. À, 18 máu. Ơ, ca lông này. Có chơi không nhờ, tự ra con ca lông mà đang có sẵn một quả trứng ở đây rồi. Ây da, có nên chơi gót không nhờ. Ra mà không mua thì nó lại sai lắm. Ra ca lông mà không mua. Thôi thì thôi, mua vậy. Chả biết là bây giờ mà chơi bit nó có ra không ấy, tự nhiên ra ca lông 5 tiền đây. Có 2 tia anh em nhá, có 2 tia rồi. Thôi lúc nào nó phải có mấy cái lựa chọn anh em ạ, cho nó chắc. Đấy, có 2 tia rồi, có cả giảm hồi chiêu đây rồi, có rất nhiều món đồ cho ca lông ở đây rồi. Đấy, mặc dù là có thể là phí mất một cái chém lan nhưng mà tôi nghĩ là không sao đâu, vẫn được. Đấy, ồ, chuyện này có rất nhiều người chơi Glacier nhá. Thế mới biết là cái bộ này vẫn có rất nhiều ông đâm đầu vào nhá.
Rất nhiều ông đâm đầu vào cái bộ này. Thực ra tôi cũng biết là lúc mà nó lên được 11 ý, thì nó cũng ghê. Cái đấy thì không ai phủ nhận cả. Bây giờ nó đấm tôi bởi vì là tôi chưa đủ bộ thôi anh em ạ. À, anh em đừng cười vội nhá, tôi chưa đủ bộ. Cứ bình tĩnh. Đến bao giờ tôi đủ bộ bít tôi sang tôi gặp lại xem có đấm được không. Làm gì đấm được anh em. Trừ khi là nó phải roll. Nó phải roll để nó kiếm 3 sao cơ. Chứ còn bây giờ cái tầm này nhá, tôi nói thật, bây giờ thì nó vẫn còn mạnh đấy. Nhưng mà lên thử round 26 xem. Lên đến round 29 là nó đuối lắm rồi. Lên 29 mà không có live blitz live 3 sao là đuối lắm rồi. Mà chơi kiểu mà để lên được 11 ấy, 6 Glacier kết hợp với cả 6 Glide ấy, là phải chơi đẩy cấp. Thì không ai roll cả. Mà sẽ phải đẩy thẳng lên level 10 rồi lên 11 luôn. Lấy sách up 11 luôn. Thì lúc đấy cái thời điểm round 30 là mới mạnh. Nhưng mà vấn đề là có thắng được rồi không. Sau round 30 là không thể thắng được rồi. Anh em cứ yên tâm, bọn đấy không có gì đáng lo ở đâu. Mấy thằng Glide gặp nhau rồi thì cũng đẩy nhau thôi. Đây này, gặp có cả Warrior 9 War ở đây này. Nguy hiểm đấy, trận này có 9 Warrior là beat cũng sợ đấy. Mình là chơi beat mà. Chơi beat mà dồn đồ cho cáo là sợ cái bọn này phết đấy. Chính ra là còn sợ cái bọn Warrior này nhiều hơn cái bọn Glide vừa nãy cơ. Đây nó mới là cái nỗi lo này. Lo là phải lo cái bọn này này. Càng đấy, đẩy kinh khủng khiếp luôn. Đấy rồi, cáo rồi. Đấy, có trứng rồi là đập được cáo 2 rồi đấy anh em ạ. Tầm này đập được cáo 2 rồi này. Được không? Ôi rồi mà bây giờ tôi không để ý. Chứ bây giờ tôi mải nói chuyện một lúc mà. Bây giờ anh em xem kìa. Mẹ, bây giờ máu nó đã đứng thứ ba từ dưới lên rồi mà một thằng là ra đi rồi. Máu rất thấp rồi anh em ạ. Thôi xong rồi. Có ổn không nhờ? Chết tôi rồi. Bây giờ là phải còn chưa biết là đang chơi cái gì này. Tự nhiên thấy thằng Warrior tự nhiên thấy hơi sợ sợ anh em ạ. Mà máu thấp lắm rồi. Sẵn tiện là có con Grim ở đây, có khi là mua về đang chuyển sang gót thôi. Chứ như này thì căng quá anh em ạ, căng quá rồi. Chưa biết là lấy cái đồ gì này. Chưa biết được. Rùn. À đây rồi. Thế thì được không? Được đấy, 6 bit rồi này. Được rồi. Anh em ạ, thôi chốt đồ luôn nhá. Vẫn chơi siêu đẻ. Vẫn chơi bộ siêu đẻ đi. Đây, ghép cái này vào chống bọn Warrior. Rồi. Cướp điên, Blink. Chốt luôn. Cướp điên này. Rồi, lấy cái Blink nữa. Đây rồi. Đấy, thế là coi như là đồ là tròn trịa. Đồ vừa đẹp luôn anh em ạ. Đồ này vừa đẹp luôn. Ok. Nào vừa rồi ghép cái Blink hơi chậm. Nếu không thì khả năng vẫn ăn được thằng này. Ghép Blink chậm quá, tung trưởng hơi chậm. Ok, không sao hết, mất ít máu thôi. Được một round thở. Được một round thở anh em ạ. Rồi, lọt hai con. Còn hai con này mất nhiều máu phết đấy. 5 máu. Đây rồi. Rồi, xả hết tiền thôi anh em ạ. Ui, cái lông này. Có chơi không? Ra muộn quá, đập trứng mất rồi. Đập trứng cho con cáo rồi mới ra. Cây nhở, ra trước một vài round thì là ngon rồi đấy. Ui, gấu nữa này. Thôi, thôi, thôi. Thôi. Chắc là tôi biết tôi chơi gì rồi. Thôi nhá. Thôi, anh em ạ. Cá lông dẹp rồi. 4 đỏ kết hợp với cả 6 bit đi. Siêu đẻ luôn. Trong này là có rất nhiều con đẻ nhá. Ây ơi, cá lông mẹ vừa bán đi ra. Cay nhờ. Trong cái đội hình này là có cái con sâu này, con sói này, con gấu này, con heo này. Là những cái con có thể đẻ được. Đấy, con Skull Hunter nữa. Rất nhiều con đẻ luôn đấy. Được không? Gặp lại Greater này xem có ăn được không. Bây giờ tôi dồn đồ cho cáo rồi anh em ơi. Sợ gì Greater. Greater nó sợ cáo lắm anh em ạ. Ui dồi, sọc một phát gần chết rồi kìa. Ui dồi ôi, đẩy mớ máu luôn. Mà cái thằng Greater nó còn không có khả năng giữ máu cơ.
cái thằng Greater ấy mà nó để lọt thì chỉ có chết thôi anh em ạ. Chỉ có chết thôi. Gặp tôi á, nhiều khi là nếu mà úp lồng vớ vẩn ấy, hoặc là bị chọt một phát chết trước khi úp lồng ấy, thì khả năng là bị đẩy tràn nhà luôn. Ơ vớ vẩn ấy, lên được top 3 này. Ui giời ấy, lại ghép được thêm cái gậy gai này. Được đấy. Rồi. Đồ là rất đẹp nhá anh em nhá. Đồ nó phải nói là tôi đã coi như là để dành đồ đến cái lúc cuối tôi mới ghép. Bây giờ tôi có 6 món đồ tím. Quá là ok luôn. Rồi, đồ nói chung là đồ tròn trịa như thế này thì là tuyệt vời rồi anh em ạ. Rồi. Vẫn cần thì có tôn ngộ không nhá anh em nhá. Tí nữa đợi là tôn ngộ không. Bán con này đi. Mua Storm. Tí chơi cả Storm Shaman mà. Ui, con cáo của tôi kìa. Vừa vào chọt cái gần chết xong rồi bị Doom. Tức là vẫn thua cái thằng này à? Có thua không? Ui, không thua cơ. Ồ. Trông kìa, trông siêu đẻ. Được cái chữ nhỏ. Được cái chữ nhỏ. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Được đấy, đẻ ra tiếp kìa. Ui dồi ôi, con heo đẻ ra tiếp. Cắt chuỗi luôn của thằng 9 Wario. Được, ăn được anh em ạ. Bọn này nó nhiều máu, kẹp thêm được 4 đỏ nữa, máu đủ để chơi được với Wario. Beat thì sợ Wario nhưng mà kẹp thêm 4 đỏ thì lại không sợ nữa. Bây giờ mới biết. Được đấy, tôi lên vị trí top 2 rồi anh em ơi. Ui, từ vị trí sắp chết bây giờ lại dẫy được lên top 2 kìa. Bọn kia nó chết nhanh thế nhở. Ôi ôi, nhanh thật đấy, nhanh thật. Tôi chưa kịp định hình nhưng bây giờ tôi form được đội hình rồi. Form đội hình 6 beat 4 đỏ level 10 là cũng là rất là ok đấy nhá. Trông có vẻ như là không ngán bố con thằng nào đâu. Đấy, bây giờ mà lên lốt cái con Storm Shaman là vào thay luôn cho con Squidman là được. Đấy, tôi đợi cái con Storm Shaman này khống chế thêm khả năng là Silent. Ê, gặp thằng này vừa lấy mày đẩy tao nhiều đúng không? Tạo nghiệp à bạn ơi. Ồ, ui tôi chết rồi bạn ơi, nghiệp quật rồi bạn ơi. Ui rồi ôi. Ui, đi luôn mẹ, 25 máu. Trời ơi, đẩy một phát 25 máu, tức là 1/4 số máu. 1/4 số máu của tổng số máu, 100% máu luôn. Quá đen. Quá đen cho coi như là pro đi khi mà gặp tôi. Đen thật đấy, đen thật. Đấy, kể ra mà chưa gặp tôi thì cũng phải sống được ít nhất là phải khoảng 3 round nữa. Ba nào nữa, nhưng mà ai ngờ gặp tôi nó đẩy bộ này khủng khiếp lắm anh em ơi. Đẩy 25 máu một round, mẹ ơi. Không biết là gặp những cái thằng còn lại có đẩy được như thế không nhỉ? Khả năng là nếu mà gặp cái thằng Clyde ấy, gặp thằng Clyde là đẩy được như thế đấy. Tôi nghĩ là sẽ đẩy được đấy. Gặp thằng Clyde là sẽ đẩy được đấy. Chứ còn cái bộ này thì anh em xem nó rất nhiều cái con đẻ ở đây nhá. Từ cái con Skull Hunter này, con sói này, con gấu này, con cáo này. À không phải con cáo, con sâu này và con heo này. Ui dồi, đúng là một cái đàn súc vật ở đây, súc vật học ở đây. Ôi, trận này đúng là kiểu nhà súc vật học Tuấn Cơm, giám đốc sở thú, ông hoàng súc vật. Mẹ đẩy kinh đấy. Đấy rồi, chém lan nha anh em nhá. Trận này chắc không kẹp được Kira vào đâu. Lấy cái chém lan thôi. Để chém lan thôi. Ây à, còn nhiều đồ quá nhở. Vứt bớt đồ sang cho con heo đi. À, đây, con heo cầm cái đồ này. Rồi. Đồ thủ cho con heo đi, cho nó đẻ được nhiều anh em ạ. Đồ thủ cho heo, còn con cáo thì lấy đồ công. Cáo lấy đồ công. Đấy, còn bây giờ thì chắc là bây giờ là sẽ form hết lên 2 sao này. Và một vài con lên 3 sao, con cáo ưu tiên. Con cáo, con gấu và con unicorn ưu tiên lên 3 sao là được. Thế thôi, còn lại là lên 2 sao là được rồi. Rồi, đây. Gặp cái thằng Lai đi xem có đẩy được nhiều máu không nhá. Ui, nhưng nó có tôn ngộ không, nó clear được anh em ạ. Ây à, tôn ngộ không giã liên tục cái kia. Nhưng mà không ăn được tôi, vấn đề là đi luôn này. Không ăn nổi luôn. Đấy, không lên được 11. Không lên 11 thì không có cửa anh em ơi. Bộ đấy nó phải lên 11 cơ. Đấy, nhưng mà làm gì có đủ sức mạnh để lên 11 đâu. Phải thắng đã, đúng không? Phải thắng thì mới có cái cửa lên 11 chứ. Thắng thì mới có sách thì mới up được lên 11.
Nhưng mà cái đội hình thì nó yếu anh em ạ. Nó yếu, cái vấn đề ấy, quan trọng cốt lõi đấy là nó yếu. Chả đấm được ai cả. Gặp Warrior thì cũng tự chết rồi. Đấy, còn hiện tại bây giờ là đấy anh em thấy không, là chỉ còn có Warrior, có tôi là chơi cái bộ beat, và cái thằng chơi mết xanh từ đầu ra được cả Ngộ Không cái thứ rồi. Kinh. Ui Ngộ Không 2. Vãi ạ. Ngộ Không 2 còn kẹp cả cáo à. Kẹp cáo để lấy thêm beat à. Đấy, bây giờ máu nhiều rồi, không sợ nữa anh em ạ. À. Cáo chọt một phát mất có lửa cây thôi. Ui dồi, đẩy cả Warrior kìa. Kinh không? Beat nó đẩy chết Warrior luôn. Về căn bản ấy là cái bộ này này nó chỉ sợ Warrior khi mà máu nó ít thôi. Còn khi mà kẹp thêm 4 đỏ vào thì lại đéo sợ Warrior nữa. Rồi, bây giờ cho con Storm Shaman này vào khống chế anh em ơi. Ok, gấu lên được 3 sao. Rồi, thôi bây giờ kiếm cái con cáo 3 sao nữa thôi là xong. Anh em ạ, xong à? Ê, anh ra, ui da. Đẩy liên tục như kiểu là sợ tôi làm cái gì nhở? Ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, làm gì có cái gì đâu. Grand Herat đéo có sợ cướp bài à? Ấn kinh đấy. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh nào, xem nào. Chỉnh lại một tí được ấy mà. Mình chỉnh một con nó phải chỉnh cả đội hình. Giời, ai mới là cái người lợi thế. Thế này là cậu chết rồi bạn ơi. Như này là bạn chết rồi. Úi dồi, Storm Shaman đặt quả Silent hết cả đội hình luôn. Con Ngộ Không coi như là đứng im mình chết luôn. Này thì bay, bay nó đi. Bay nó đi. Úi dồi ơi. Úi mẹ ơi. 15 máu. Càng đấy, càng đấy. Đẩy một phát 15 máu thì cũng càng. Thế thì round này round cuối rồi à? Cứ nghĩ là như nào, tưởng là bạn như nào. Còn chưa sống được nổi, chưa thọ đến round 35 thì đã đi rồi này. Round này làm gì có cái cửa mà qua được cái round này nhở? Còn có 14 máu thôi anh em ơi. Đội hình của địch không hề có một cái con nào có khả năng giữ máu cả. Đấy, mà đội này là đội beat đấy. Nên nhớ là bộ beat này thì nó cực kỳ, nó đẩy nó rất là kinh. Trong đối thủ chỉ còn có con Ngộ Không là clear được thôi. Ngộ Không thì bị tôi coi như là dí cho. Đứng ở đây hai bên này thì Ngộ Không có nhảy sang bên nào thì cũng sẽ bị dí thôi. Ok. Chuyển đi. Đéo chuyển à? Thế thì cậu đi rồi. Có cái nút ấn nhanh mà không ấn. Ồ. Storm Shaman quả lại đặt hơi ngu. Đặt được đúng vào vị trí của con già thôi. Nhưng mà con Ngộ Không trông phế chưa kìa. Ui dồi ôi, đập nó đi. Nhấc tay được đúng một lần để đập chưa kịp giã lần thứ hai thì đã đi rồi. 14 máu, sống rồi không? Để mẹ tôi được không? Thế là trò chơi chắc chắn đã kết thúc rồi. 21 máu anh em ạ. Dã man thực sự. Con heo là gọi là con Tôn Ngộ Không 2 sao của đối thủ chứ không phải của tôi. Chắc lấy tôi còn không ra lủi con Tôn Ngộ Không luôn. Không ra bất cứ con Tôn Ngộ Không nào luôn. Nhưng mà con cáo nó làm hết anh em ạ. Mà tôi không nghĩ là nó chết ở round vừa rồi đâu. Tôi cũng muốn là nó sống thêm một round nữa để tôi kiếm mấy con cáo 3 đã. Rồi ôi, chán nhỉ, lâu lắm rồi chưa chơi được cáo 3. Chính ra ấy, lâu rồi không chơi cái bộ siêu đẻ. Chơi lại cái bộ siêu đẻ sướng phết. Sướng, phải nói là sướng, rất là đã. Xem nó đẩy thích thật đấy. Mà khả năng là tối nay với cái đam mê cái bộ siêu đẻ này, tôi sẽ chơi lại cái bộ siêu đẻ trong cái tối nay nhá. Vậy là hôm nay sẽ có khả năng là sẽ ra hai clip anh em nhá. Đấy, thì hy vọng là cái clip này nó sẽ được khoảng hơn 100 like cho đến cái buổi tối, để tôi có thể là up thêm một clip nữa anh em nhá. Rồi, rất là cảm ơn anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác. Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.